Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, ông đã lệnh di chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực phía đông Địa Trung Hải, tiến gần Israel hơn. Lực lượng này bao gồm tàu sân bay, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Bộ trưởng Austin cũng cho biết Mỹ đã thực hiện các bước để tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của không quân Mỹ trong khu vực. Ông xác nhận Mỹ cũng sẽ cung cấp đạn dược cho Israel. Thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cam kết ngoại giao sâu rộng mà Mỹ thực hiện trong 24 giờ qua để hỗ trợ Israel. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có thể công bố viện trợ bổ sung cho Israel ngay trong ngày 8 tháng 10. Phong trào vũ trang Hamas đã ra tuyên bố chỉ trích kế hoạch của Mỹ gia tăng viện trợ quân sự dành cho Israel là chống lại người Palestine. Theo số liệu thống kê sơ bộ, hơn 700 người Israel và hơn 400 người Palestine thiệt mạng sau 2 ngày giao tranh khốc liệt nhất giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas.